thành phố Yên Bái nằm bên sông Hồng, cách Hà Nội 154 km về phía tây bắc. Thành phố rộng 108,15 km. Dân cư của thành phố Yên Bái mang đặc trưng của cư dân thành thị vùng cao. Những năm đầu thế kỷ 20, dân cư của thị xã Yên Bái thưa thớt, người Kinh chiếm hầu như đa số. Họ tập trung ở Bách Lẩm, Giới Phiên và thị xã Yên Bái. Tuy nhiên, khi thực dân Pháp mở tuyến đường sắt Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai và do chính sách tiểu đồng điền nên các luồng cư dân theo đường sông Hồng lên ngày một gia tăng. Vì vậy, dân số ở thị xã được tăng khá nhanh. Họ từ mạng Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam, Hà Đông, Thái Bình lên sinh sống tại các vùng Bách Lẩm, Nam Cương. Trong dòng người nhập cư này phải kể thêm một số người từ các tỉnh miền xuôi lên đây khai thác lâm sản, buôn bán rồi ở lại. Ở vị trí nằm trên các tuyến đường giao thông huyết mạch thủy, bộ nên thành phố Yên Bái trở thành một trong những đầu mối thông thương quan trọng giữa miền ngược và miền xuôi. Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa đã thâm nhập vào đây từ rất sớm, chứng tỏ đây là một vùng đất mở để đón nhận những khả năng và tiềm thức mới để thúc đẩy sinh hoạt và đời sống cộng đồng. Hồ Thác Bà là nguồn cung cấp nước cho nhà máy thủy điện Thác Bà thuộc tỉnh Yên Bái. Hồ nằm cách thành phố Hà Nội 180 km theo quốc lộ 2 hoặc quốc lộ 32 về phía tây bắc. Hồ Thác Bà được hình thành khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất năm 1971, làm nghẽn dòng sông chảy và tạo ra hồ. Diện tích vùng hồ 23.400 ha, diện tích mặt nước 19.050 ha, dài 80 km, mực nước dao động từ 46m đến 58m, sức chứa được 3 đến 3,9 tỷ mét khối nước. Ngoài dòng sông chảy là nơi cung cấp nước chủ yếu, hồ Thác Bà còn có một hệ thống sông ngòi lớn như ngòi Hành, ngòi Cát đổ về làm tăng lượng phù sa lớn và các loài sinh vật phong phú cho hồ. Hồ Thác Bà có hơn 1.300 đảo lớn nhỏ tạo nên nhiều hang động và cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Hồ Thác Bà thuộc hai huyện Lục Yên và Yên Bình. Không chỉ là một thắng cảnh đẹp, Hồ Thác Bà còn là chứng tích lịch sử nổi tiếng và đã được công nhận là quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1996. Đây là con đường đến Xuyên Hoàng nằm trong thành phố Yên Bái. Hôm nay là sẽ đi dạo vòng quanh cái thành phố Yên Bái. Lần đầu tiên chú Du bốn miền đến đây. Xưa giờ chỉ có đi vòng vòng miền Tây, miền Trung thôi, chứ chưa có đi vào miền Bắc. Ở đây thì nguyên con đường này người ta bán hàng hóa cũng rất là nhiều, đa dạng. Cái đầu video thì chú Dũng mình cũng có giới thiệu về tóm tắt lịch sử ở thành phố Yên Bái như thế nào. Quý cô chú anh chị em cũng đã xem và nghe qua. Còn bây giờ thì là đi dạo vòng quanh thành phố Yên Bái, xem đường phố ở Yên Bái có khác gì ở Sài Gòn hay không. Yên Bái thì ở đây thì không có phát triển về du lịch nhiều, chỉ có tập trung về mù Căng Chải, nhảy lộ thì tập trung những cái khu mà cảnh đẹp thì bài đó. Còn về thành phố Yên Bái thì không có phát triển du lịch nhiều. Thành phố Yên Bái thì cũng được
có một chỗ địa danh được xem như là ví như là Vịnh Hạ Long thu nhỏ ở Yên Bái. Bay từ trên cao quý vị cũng đã thấy, nhìn y chang như là Vịnh Hạ Long, những cái hòn đảo nhỏ 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 dưới. Nguyên con đường quá đẹp luôn mọi người. Đây nè, mừng đất nước đổi mới Yên Bái. Ở trên treo những cây dù đủ màu sắc. Đây là một cái công viên đây. Này sân khấu. Ở đây là cái phố đi bộ. Mà buổi tối nó mới được. Giờ buổi sáng thì không có ai hết á. Không ai đi bộ giờ này hết. Đây là bên phải là nguyên cái hồ Hào Gia. Nguyên cái hồ nước. Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao. Giờ mới phát hiện ra được cái phố đi bộ Hào Gia ở đây. Nhưng mà buổi tối nó sẽ đông vui hơn. Nó mát mẻ thì ta mới đi được. Giờ ban ngày thì nắng quá, không ai đi hết. Chạy một vòng Hồ Gia. Ồ, phía bên tay phải nào quý cô chú, nguyên một cái quảng trường. Quảng trường Yên Bái. Đây nè, nguyên cái quảng trường Yên Bái nè. Yên Bái, đường phố ở Yên Bái thì cũng khá là rộng rãi, không có chật. Đường Nguyễn Tất Thành. Đường này cũng hai được hai làn. Bên trái bên phải. Mình đang chạy bên đây là được cũng được ba làn. Một cái bùng binh kìa. Không những đường phố Yên Bái cũng khá là rộng lớn. Đường cũng rộng, chạy xe thoải mái. Không có chật chội. Người ta cũng đang làm một xây, chắc này là xây khách sạn rồi. Rồi nếu mà đi thẳng nữa thì về thị trấn Yên Bình 5 km. Nói chung là sáng nay chú Vũ Miền chỉ chạy sơ sơ những cái cung đường lớn, những cái con đường lớn của thành phố Yên Bái để xem đường phố ở đây có khác gì ở Sài Gòn cũng như là những cái tỉnh thành khác không. Nhưng mà quả thật thì ở đây đường phố đây cũng khá rộng lớn, cũng sạch sẽ, mình thấy cũng khá là sạch sẽ.